Kính thưa quý vị, khoảng 70% rau ở Hà Nội là không an toàn. Tính từ Hà Nội, Hà Nội đang thiếu rau sạch trầm trọng, theo nhận định của Cục An toàn Thực phẩm thuộc Bộ Y tế Cộng sản Việt Nam. Phúc trình của Cục An toàn Thực phẩm được công bố tại cuộc hội thảo về rau an toàn hôm ngày 29 tháng 10 ở Hà Nội nói rằng, lượng rau cần dùng cho nhu cầu của người dân ở Hà Nội hiện nay khoảng 2.600 tấn mỗi ngày. Tuy nhiên, các loại rau được dán nhãn bảo đảm an toàn chỉ mới đạt được 800 tấn mỗi ngày. Cũng theo phúc trình này, có đến 70% rau được bày bán ở khắp các chợ, siêu thị tại Hà Nội là không bảo đảm an toàn cho người tiêu thụ. Một phúc trình khác của Viện Chính sách và Chiến lược Phát triển Nông nghiệp Nông thôn Việt Nam cũng nói rằng, khoảng 2/5 ban quản lý các chợ chịu khó áp dụng các biện pháp kiểm soát phẩm chất rau đưa vào chợ của mình. Số ban quản lý còn lại, tỷ lệ là 3/5 thì bỏ mặc, cho rằng việc đó không thuộc thẩm quyền. Mặt khác, theo kết quả cuộc điều tra về độ an toàn thực phẩm đối với rau tại các chợ bán sỉ ở Hà Nội, có đến 95% tiểu thương không phân biệt được rau sạch và rau không sạch. Vẫn theo báo Tuổi Trẻ, trong khi đó, gian lận xảy ra tại một số vườn rau ở tỉnh Lâm Đồng được cấp giấy chứng nhận, Việt Gáp, tiêu chí bảo đảm an toàn môi sinh. Báo Tuổi Trẻ cho rằng bao bì của Việt Gáp đã bị lạm dụng để đóng gói cả các loại rau trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ. Chủ nhân một vườn rau rộng 4.2 ha tại thành phố Đà Lạt được cấp chứng nhận sản xuất theo tiêu chuẩn Việt Gáp thú nhận đã phải thu mua cả sản phẩm của các vườn rau nhỏ của các nông dân không đúng theo tiêu chuẩn Việt Gáp. Ông này giải thích rằng vì các siêu thị như Big C, Maximart, Highway cho giá mua rau Việt Gáp ngang với các loại rau bình thường khác nên họ không thể đòi hỏi gì hơn. Cũng theo ông, rau mang vỏ bọc Việt Gáp thực chất chỉ có khoảng 50% hội đủ tiêu chuẩn đã công bố theo quy cách sản xuất của Việt Gáp. Còn theo bà Thạc sĩ Nguyễn Thị Thanh Uyên, chuyên viên được Global Gap đào tạo, nói rằng Việt Gap là loại tiêu chuẩn hạn hẹp hơn nhiều so với Global Gap. Tuy vậy, người sản xuất theo Việt Gap cũng phải tuân thủ những tiêu chuẩn kỹ thuật nghiêm ngặt như nguồn nước, chất đất không ô nhiễm. Bà này cho rằng các đơn vị giám sát việc sản xuất theo tiêu chuẩn để cho ra sản phẩm sạch đã du di đầu vào, coi như để mặc cho giới trồng rau đánh lừa người tiêu thụ. Còn theo Infonet.vn, vườn rau phun hóa chất cực độc chỉ cách Hà Nội khoảng 10 cây số, tung hàng ra bán chỉ sau 15 phút xịt thuốc. Nguy hiểm hơn, rau của nhà vườn này được gắn nhãn rau an toàn trước khi được tung ra thị trường Hà Nội.